lương 10 triệu đồng tháng, làm thế nào để mua nhà? Ông vua bất động sản bật mí cách nhanh nhất là đây. Dù thu nhập tăng hay giảm, muốn giàu có, nhất định phải làm được điều này. Giá nhà cao tạo ra nhiều áp lực. Giá nhà cao là thách thức không chỉ của riêng người trẻ. Trong những ngày gần đây, câu chuyện lương cứng 10 triệu vẫn là ước mơ của nhiều người đang trở thành chủ đề được quan tâm. Gia Huy, 21 tuổi, Hà Nội bày tỏ với những sinh viên mới ra trường, mức lương 10 triệu đồng tháng vẫn còn là niềm mơ ước. Thực tế không thể phủ nhận có những người có thể kiếm hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng tháng. Tuy nhiên, con số này không nhiều. Nhìn chung, mức phổ biến nhất vẫn nằm ở khoảng 7 đến 8 triệu đồng. Ai cũng luôn mơ ước mức lương hàng tháng sẽ tăng lên. Tuy nhiên, thực tế có rất nhiều người làm việc cật lực hàng ngày nhưng vẫn chỉ có thể kiếm được số tiền hạn chế. Với mức thu nhập đó, ước mơ mua nhà lại càng xa vời. Làm thế nào để mua một căn nhà ở thành phố với mức lương hàng tháng chỉ 10 triệu đồng? Ông vua bất động sản bày cách mua nhà. Tỷ phú Lý Gia Thành, người sáng lập tập đoàn Trường Giang Thực Nghiệp, ông được biết đến với biệt danh vua bất động sản. Lý Gia Thành từng nói, tôi mặc một bộ quần áo, nếu 80% mọi người nói rằng đẹp, tôi chắc chắn sẽ mua. Nhưng nếu gặp một cơ hội kinh doanh và 80% mọi người nói rằng có thể làm được, chắc chắn tôi sẽ không làm. Tôi tin vào định luật ngày 2 tháng 8. Thành công chỉ đến với những người có tầm nhìn, dám thử thách và biết kiên trì. Vua bất động sản đã nói, chúng ta phải dám trở thành nhóm 20%. Nói chung, bạn không thể kiếm được nhiều tiền khi chạy theo những gì mọi người làm. Ông cũng bật mí cách để có thể sống tốt mà vẫn có tiền mua nhà dù chỉ có mức lương 7 đến 10 triệu đồng. Cụ thể, bạn chia số tiền mình kiếm được hàng thành năm quỹ nhỏ. Quỹ đầu tiên dùng cho chi phí sinh hoạt, quỹ thứ hai dùng để kết bạn, quỹ thứ ba dùng để đầu tư cho học tập, quỹ thứ tư dùng để du lịch và cuối cùng dùng để đầu tư. Bất kể thu nhập của bạn là bao nhiêu cũng vậy, hãy chia nó thành tỷ lệ theo năm phần tương ứng. Đó là cách tốt nhất để sử dụng tiền, bạn đầu tư càng nhiều thì lợi ích nhận được sẽ càng lớn. Đầu tư nhiều hơn vào việc học giúp bạn trở nên tự tin, đầu tư cho những kỳ nghỉ giúp bạn mở mang tầm mắt và trong tương lai nó sẽ giúp bạn tăng thu nhập. Duy trì sự cân bằng này và bạn sẽ bắt đầu tạo ra giá trị thặng dư. Nếu chưa thể đầu tư, hãy học cách tiết kiệm. Đò Ti Herman, chuyên gia tài chính và giám đốc điều hành của Dallas Elliman, một trong những công ty bất động sản lớn nhất ở Hoa Kỳ đã tiết lộ những nguyên tắc tiết kiệm cơ bản để có thể mua nhà, với kinh nghiệm làm trong ngành tài chính lâu năm, Doty Herman khẳng định bằng cách tiết kiệm và cắt giảm chi phí, bạn có thể có đủ tiền để mua ngôi nhà mơ ước trong thời gian ngắn hơn tưởng tượng. Về cơ bản, tất cả đều phụ thuộc vào kỷ luật của mỗi cá nhân. Cắt giảm mua sắm online Một số chuyên gia cho rằng, mua sắm trực tuyến là cách số một để mọi người tiêu tiền vô tâm. Mua sắm online là một hình thức quen thuộc trong nhịp sống hiện đại. Nó có thể giúp bạn tranh thủ mua được những sản phẩm yêu thích với mức giá ưu đãi cùng hàng loạt voi chờ ưu đãi, hot deal giá hời, nhưng mua sắm online cũng dễ khiến bạn rơi vào tình trạng mua sắm bốc đồng. Phần lớn việc mua hàng của chúng ta thường là do thị hiếu mà không phải chi trả cho những thứ thực sự cần. Bản chất của mua sắm trực tuyến khiến bạn khó cảm nhận được chi phí mua hàng một cách thực sự. Đó là lý do tại sao chuyên gia tài chính đề nghị chúng ta nên cắt giảm mua sắm trực tuyến, tốt nhất chỉ nên duy trì mỗi tháng một lần sử dụng tiền mặt nhiều nhất có thể sử dụng tiền mặt trong bối cảnh hiện nay có vẻ như đang đi ngược xu thế tuy nhiên không thể phủ nhận rằng nó có thể giúp bạn tiết kiệm rất nhiều tiền nhiều nghiên cứu cho thấy mọi người chi tiêu nhiều hơn khi thanh toán bằng thẻ tín dụng vì vậy hãy sử dụng tiền mặt bạn sẽ không chỉ chi tiêu ít hơn cho thực phẩm và các mặt hàng khác mà còn hạn chế được việc mua những sản phẩm phù phiếm theo các chuyên gia việc phải đến cây atm để rút tiền mặt sẽ ngăn bạn chi tiêu quá đà nếu bạn liên tục chi tiêu quá nhiều trong ngân sách, hãy rút ra các danh mục đó chia chúng vào những phong bì nhỏ để nhắc nhở bản thân tuân theo một cách quy củ hơn. Khi hết tiền, hãy ngừng chi tiêu và từ chối các cuộc gặp mặt, mua sắm linh hoạt. Thu nhập mỗi tháng và các khoản thu chi sẽ không thể cố định, vì vậy cách tốt nhất là linh hoạt trong chi tiêu. Ví dụ, nếu bạn thực sự thích hên cây chớp nhưng có chương trình giảm giá của thương hiệu khác, bạn có thể chọn mua thử rẻ hơn để tiết kiệm tiền tương tự đối với các thực phẩm hàng bạn có thể chọn mua đồ ăn theo đợt giảm giá điều này không chỉ giúp bạn tiết kiệm một khoản mà còn khiến bữa ăn của chúng ta thêm phong phú rất nhiều người cho rằng chỉ dựa vào việc tiết kiệm thì không thể giàu có càng khó có cơ hội mua nhà khi thị trường bất động sản ngày nay tại các thành phố lớn không khác gì tức đất tức vàng nhưng chỉ cần làm đúng cách không ít người vẫn đạt được mục tiêu mình đã đề ra có thể thấy rằng khi bạn tin là bạn có thể làm được bạn sẽ tìm cách và nắm bắt cơ hội để thành công nhưng nếu bạn không tin là bạn làm được chắc chắn bạn sẽ không bao giờ đạt được điều mình muốn lương thấp chỉ lo tiết kiệm mua nhà thì bao giờ cho đủ một số người trẻ không muốn bỏ tiền mua nhà an cư lạc nghiệp quá sớm vậy nên thay vì bỏ tiền để mua nhà họ bỏ tiền ra để mua trải nghiệm sống hưởng thụ tuổi trẻ nhiều hơn mình có tiền tiết kiệm đủ khả năng tài chính để có thể mua nhà trả góp ở thành phố lớn hay đủ tiền trong ngân hàng để có thể mua một chiếc xe sang nhưng mình vẫn lựa chọn đi chiếc xe máy cà tàng, sống trong nhà thuê và du lịch trải nghiệm hàng tháng. Mình không đam mê nhà cao cửa rộng theo kiểu truyền thống an cư lạc nghiệp, mà thay vào đó, mình dành tuổi trẻ để tích lũy kinh nghiệm và tiền bạc hướng đến mục tiêu dài hạn hơn trong tương lai. Minh Đức, 28 tuổi, Hải Phòng chia sẻ về quan điểm của mình rằng việc mua nhà khi còn trẻ không phải mục tiêu mà anh chàng hướng đến. Cùng quan điểm với Đức, Khánh Việt, 1995, nhân viên công nghệ thông tin cho biết có lẽ thế hệ 9X như mình được tiếp xúc nhiều hơn với mạng xã hội. Với văn hóa nước ngoài, nên tư tưởng có phần thoáng hơn, thích trải nghiệm hơn là ổn định ở một chỗ. Mình chưa có suy nghĩ muốn sống cố định ở một thành phố duy nhất, vì thế việc tiết kiệm và đầu tư cho tương lai vẫn có. Nhưng mua nhà hay xe thì không. Với mình, làm cho tiền để ra tiền mới là quan trọng nhất, còn mua nhà hay mua xe đều sẽ rất dễ trở thành tiêu sản nếu như chúng ta không biết lựa chọn sản phẩm biết sinh lời trong tương lai lương thấp mà chỉ lo tiết kiệm để mua nhà thì có khi đến già cũng gom không đủ minh đức dù sở hữu số tiền tiết kiệm kha khá nhưng đức rất sợ dính đến những khoản nợ dài rằng nếu mua nhà trong tình trạng kinh tế hiện nay bão giá lại tăng cao khiến mình lo lắng về khả năng kiếm tiền trong một vài năm tới không hẳn là chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua nhà nhưng khả năng hiện tại của mình chỉ đủ để mua trả góp mình rất sợ những khoản nợ kéo dài trong tương lai như thế thời điểm này mình không đánh liều để bỏ ra một số tiền lớn mua nhà rồi trông tranh trong việc gom góp từng đồng cho chi tiêu và trả nợ hàng tháng tuy nợ khiến nhiều người e rẻ nhưng không hẳn là lý do chính khiến cho khánh việt không muốn mua nhà việt có quan điểm rằng ở độ tuổi còn trẻ thì có nhiều giá trị để theo đuổi hơn mình không quá tôn sùng những của cải thấy được sờ được chụp ảnh được với mình định nghĩa thành công không phải cứ mua được nhà đẹp xe sang thay vào đó thứ mình mua là trải nghiệm sức khỏe hoặc các dự án khởi nghiệp riêng để bản thân tích lũy nhiều kinh nghiệm hơn. Mình luôn theo đuổi lối sống tối giản nhất, có thể không thịnh vượng nhưng tự do về tài chính, tận hưởng thứ mình muốn và du lịch đó đây. Mình luôn đặt ra câu hỏi, nếu mua nhà ở đó thì mình sống được trong bao lâu? Và bản tính ghét bị trói buộc cho mình câu trả lời, nhớ đầu một đến 2 năm tới, mình có khả năng chuyển chỗ làm việc sang tỉnh thành khác thì việc thuê nhà hoàn toàn có lợi hơn chính vì không thể ở cố định một chỗ quá lâu nên mình ở nhà thuê thay vì mua để tiết kiệm dành tiền đầu tư vào các loại tài sản khác khánh việt còn chia sẻ thêm rằng nếu như số tiền hiện tại kiếm được quá ít thì đừng chỉ tiết kiệm quá nhiều bạn có thể thay đổi thói quen chi tiêu ví dụ như việc lương năm đến 6 triệu thì thay vì chi tiêu rè rèn để lại chút ít tiền tiết kiệm bạn có thể đầu tư vào một vài chuyến du lịch hay khóa học nào đó không phải là ý kiến tồi việc có nhiều trải nghiệm thực tế trong cuộc sống giúp chúng ta mở ra những cơ hội kiếm nhiều tiền hơn trong tương lai nếu không việc lương đã thấp rồi mà chỉ lo tiết kiệm để mua nhà mua xe thì chắc tới già có khi cũng không đủ không bao giờ tiêu lậm vào khoản tiết kiệm tương lai tuy chi tiêu nhiều hơn cho trải nghiệm nhưng khánh việt không bao giờ chi tiêu quá số tiền cho phép mình thấy đa số bạn bè mình đều rất thông minh và biết cách tiêu tiền mọi người đều văn minh trong cách tiêu tiền dùng tiền để mua trải nghiệm của tuổi trẻ Họ có đi du lịch, có hưởng thụ cuộc sống, nhưng số tiền chi tiêu cho các khoản đó đều được phân chia rõ ràng. Không hề tiêu lậm vào các khoản tiền tiết kiệm cho tương lai. Quan điểm của mình cũng luôn rõ ràng, mua trải nghiệm để kiếm thêm tiền trong tương lai, tiết kiệm cũng thế. Mình luôn song hành hai việc đầu tư và tiết kiệm. Tuy không có ý định mua nhà khi còn trẻ, nhưng dấu mốc năm 30 tuổi sở hữu bất động sản là mục tiêu của mình. Vì đây vẫn luôn là kênh đầu tư hấp dẫn để thực hiện được mục tiêu này việc quản lý tài chính cá nhân phân bổ dòng tiền rõ ràng cực kỳ quan trọng mình luôn phân định rõ ràng mức chi tiêu tối thiểu cho những thứ mình muốn đây là những khoản chi nếu như không có sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu sống còn như ăn ở đi lại trải nghiệm cá nhân đặt riêng khoản tiền này sang một góc và không để chúng làm phiền đến khoản tiền tiết kiệm kia việc phân chia các khoản thu nhập chi tiêu tiết kiệm và đầu tư của mỗi người sẽ mỗi khác nhưng về cơ bản, mọi loại nhu cầu đều xuất phát từ những mục này thôi. Cũng như Việt, Minh Đức cho biết khi bước sang năm 30 tuổi, kinh tế ổn định hơn thì việc vay nợ mua nhà có lẽ sẽ không còn là nỗi sợ. Để chuẩn bị cho tài khoản tiết kiệm ngày càng tăng lên, Đức luôn áp dụng quy tắc 50, 30, 20. Tuy từng thời điểm, các con số này sẽ được chia theo tỷ lệ khác nhau, nhưng về cơ bản thì vẫn đi theo các nguyên tắc phân chia tiền này sau khi phân bổ tỷ lệ hợp lý ngay khi nhận lương đức sẽ chuyển tiền vào từng khoản và nhất quyết không đụng đến những khoản tiết kiệm cố định và việc nâng cao nguồn thu nhập cũng được đức thực hiện thường xuyên bằng cách làm thêm những dự án ngoài đầu tư và nâng cấp năng lực bản thân đức tổng kết lại rằng dù không đạt mục tiêu mua nhà khi còn trẻ nhưng mình luôn có sự chuẩn bị tài chính cho tương lai ít nhất là nếu như có vay nợ để mua nhà mình vẫn có đủ khả năng tài chính để chi trả cho những khoản nợ mới phát sinh Hội tụ đủ 5 điểm này trong tay sẽ biến một người trở nên bất bại, dễ thành việc lớn, làm gì cũng khó mà nghèo noi. Với năm đặc điểm này, một người có thể tích lũy năng lực cũng như tinh thần thép, xây dựng được nền tảng vững chắc nhất để khởi nguồn cho một cuộc sống giàu có, thuận lợi và suôn sẻ. Ngày một, thoát khỏi bế tắc, nhìn thẳng vào vấn y. Cuộc đời mỗi con người chỉ có 5% là hạnh phúc, 5% là đau khổ, còn 90% còn lại là những điều bình thường. Thay vì chỉ tập trung vào 5% đau khổ nhỏ nhoi, hãy hướng tới 95% hạnh phúc và những điều giản đơn. Còn những khoảng thời điểm khó khăn, vất vả đã qua sẽ giống như một cột mốc để đánh dấu các bước trưởng thành của bạn, để biết rằng bản thân mình đang dần mạnh mẽ hơn. Không để cảm xúc lấn át tư duy sẽ giúp chúng ta đối diện thẳng với vấn đề tìm ra phương pháp tối ưu. Đó mới chính là chìa khóa then chốt để cuộc sống sau này suôn sẻ hơn. 2. Ham thích không ngừng khám phá. Cuộc sống luôn thay đổi mỗi ngày, ngay khi bạn cảm thấy bản thân đang dậm chân tại chỗ hãy lên đường khám phá và trải nghiệm nhiều hơn cho dù không có điều kiện để đi bạn cũng có thể chú ý quan sát suy ngẫm và học hỏi nhiều hơn ngay từ chính những điều xung quanh mình trong thời đại công nghệ máy móc hiện nay khi chúng ta đạt được một thứ này cũng đồng nghĩa với việc mất đi một thứ khác nếu chỉ ngồi một chỗ thứ bạn nhận được là sự an toàn nhàn nhã nhưng mất đi rất nhiều tri thức nếu không chịu tiếp thu thêm những điều mới thứ bạn mất đi sẽ là các cơ hội để vươn tới tầm cao đôi khi chị cần ra ngoài và làm quen thêm một người bạn mới lắng nghe câu chuyện của họ thấu hiểu cho những cuộc đời khác nhau là bạn đã bắt đầu hành trình mở rộng tầm nhìn và trí tuệ ba dành thời gian dọn đẹp trong cuốn sách sức mạnh của việc dọn dẹp có viết nếu căn phòng của bạn bừa bộn những ước mơ và sự may mắn sẽ dần dần mất đi chất lượng của môi trường sinh sống có tác động trực tiếp tới tâm trạng tư duy và tầm nhìn của một người nếu một người nhìn thấy căn phòng của mình tươi sáng, gọn gàng, có ánh sáng tràn ngập thì tâm trạng của họ sẽ trở nên vui vẻ hơn. Điều đó kéo theo ảnh hưởng tích cực lên tâm trí và thái độ sống. Hay xây dựng thói quen thu dọn nhà cửa vì đó cũng là cơ hội để bạn dọn dẹp lại tâm trạng và những suy nghĩ trong đầu. Quá trình này giúp bạn học được cách bày trí thích đáng, vứt bỏ những thứ không dùng đến và đặt những thứ quan trọng vào đúng vị trí của nó. Khi ngôi nhà trở nên sạch sẽ, tinh thần và trí óc cũng sẽ trở nên khỏe mạnh. 4 giảm bớt thời gian sử dụng điện thâu y. Ngày nay, điện thoại trở thành vật bất ly thân của hầu hết mọi người. Chúng ta dành quá nhiều thời gian cho các thiết bị điện tử đến nỗi quên mất cuộc sống bên ngoài thực sự đang diễn ra thế nào. Những tin tức nhanh, nóng hổi, ngắn gọn nhưng đầy rác và vô giá trị ngập tràn các mạng xã hội, tiêu hao thời gian của chúng ta mà không hề để lại bất cứ ý nghĩa nào. Quá nhiều thông tin rác cũng khiến chúng ta bị sờ chết, thường hay nổi nóng vô cớ và có nhiều âu lo. Thói quen này vô cùng tổn hại đến sức khỏe và tinh thần vì vậy mỗi ngày hãy dành chút thời gian đặt điện thoại xuống và cảm nhận cuộc sống thực tại nhiều hơn hãy tận dụng khoảng thời gian này để ở một mình dành nhiều thời gian hơn bên gia đình và người thân học cách nâng cao giá trị bản thân tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực mà mình quan tâm những điều này sẽ khiến chúng ta thư thái và thoải mái hơn năm duy trì thói quen đọc sách cho dù thành công đến mấy bận rộn bao nhiêu các triệu phú và tỷ phú hàng đầu đều dành thời gian để đọc sách đó không phải là một công việc nhằm mục đích khoe khoang hay làm màu, là đơn giản là một thói quen đại biểu cho tinh thần không ngừng cập nhật những điều mới mẻ. Những điều mới ở đây không phải là thông tin xáo rỗng, vô giá trị mà mọi người dễ dàng tìm thấy trên mạng xã hội hay các trang tin lá cải. Mà đó phải là thông tin được cô động, tích lũy, dù chỉ một câu ngắn gọn nhưng ẩn chứa trí tuệ của người viết ra. Không có con đường nào để tiếp cận các thông tin này ngắn gọn hơn là đọc sách. Đọc sách là cách tôi luyện cho tâm hồn, là cách giúp bạn gián tiếp có được nhiều trải nghiệm một cách nhanh và hiệu quả nhất. Hãy duy trì thói quen đọc nhiều sách. Đọc sách không chỉ đem lại sự yên tĩnh và niềm vui nhất thời mà còn giúp nâng cao tư duy cũng như nhận thức của con người. Có một câu nói thế này, trên thế giới này không có ai có thể cản trở bạn, chỉ có chính bạn mới có thể cản trở chính mình. Do đó, hãy tự mình nỗ lực phá bỏ những trở ngại, chuẩn bị nền tảng vững vàng, nắm bắt các cơ hội. Khi ấy cuộc đời mới thuận lợi và suôn sẻ. Theo Jihu